Hôm nay chúng ta học bài tiếp theo của Advanced Java 1. Các bạn thấy cái tiêu đề là gì? Các bạn thấy tiêu đề bài học ngày hôm nay là gì nè? Một cái sự tính toán phân tán trong Java, tức là một số cái hệ thống phân tán mà chúng ta có thể dùng Java chúng ta phát triển. Phân tán có nghĩa là sao? Tức là cái xử lý nó có thể có ở nhiều máy chứ còn không còn nằm trên một máy nữa. Và những máy đó nó sẽ nằm ở những vị trí địa lý khác nhau, được không? Nó kêu là hệ thống phân tán. Thế thì trong Java chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần đó là lập trình mạng ha, networking. Trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái giao thức ha, những cái cách mà giao tiếp thông qua internet đó là những cách gì, và giải thích khái niệm liên quan đến phần đó là bọt ha. Mạng thì các bạn thấy là mạng nó được truyền thông qua giao thức gì? Ở đây người ta nói thông qua giao thức là TCP, viết tắt của chữ Transmission Control Protocol ha. Thì cái giao thức này là một cái cách ha, mà nó quy định cái dữ liệu được truyền giữa hai máy tính với nhau ha, ở trên mạng. Rồi, như vậy một cách tóm tắt lại là gì? Các máy tính ha, nó giao tiếp với nhau thông qua hai giao thức, đó là TCP hoặc là UDP. Trong khi đó UDP viết tắt là User Data RAM Protocol. Như vậy TCP thì nó dựa vào mô hình mạng 4 lớp. Thứ nhất, cái lớp cao nhất đó là cái lớp application. Thì cái lớp này nó thông qua các cái giao thức là HTTP và FTP. Đây là ở mức cao, vì vậy mà nó truyền có thể là dạng file hoặc là nó truyền dạng siêu liên kết, tức là dạng web của mình. Ở cái tầng thứ ba là cái tầng transport, thì cái tầng này nó sẽ truyền dữ liệu mà dữ liệu dạng gói. Những cái gói này nó sẽ để được chia và nó sẽ truyền, nó truyền qua các cái máy tính. Thì ở cái tầng này thì nó thông qua giao thức là TCP hoặc là UDP. Tầng cuối cùng là cái tầng network, tầng tiếp là cái tầng network. Tầng network là cái tầng để xác định địa chỉ IP. Và nó chịu cái phần là phân phối những cái gói được truyền được truyền tới những cái địa chỉ IP này. Cuối cùng là cái lớp IP, cái lớp này nó mô tả các giao tiếp vật lý như là cái việc là nó có thể truyền thông qua những cái dây cáp vân vân. Thì đây là bốn lớp trong cái mô hình mạng TCP. Thế thì làm thế nào để máy tính giao tiếp với nhau các bạn? Thứ nhất là hai ứng dụng trên hai máy khác nhau mà muốn giao tiếp với nhau thì nó phải kết nối với nhau. Thế vậy kết nối với nhau thông qua giao thức TCP hoặc là UDP. Để chúng ta tìm hiểu giao thức TCP là gì. Giao thức TCP nó cung cấp cho chúng ta một cái kênh để mà nó truyền dữ liệu thông qua các máy tính với nhau. Rồi cơ bản là TCP. TCP một máy tính thì nó có một cái kết nối vật lý. Chúng ta gọi nó có hai cái cổng kết nối, đó là cơm 1 và cơm 2. Rồi dữ liệu khi truyền qua nó sẽ được phân thành những cái gói nhỏ, nó mới truyền qua. Ví dụ chúng ta gửi một cái file thì những cái file đó nó sẽ được xem, nó được phân thành những cái gói nhỏ và nó truyền những cái gói nhỏ nó thông qua mạng. Khái niệm về bọt, các bạn nghe khái niệm về bọt không? Những cái ứng dụng nào mà cần phải giao tiếp qua mạng hoặc là giao tiếp với lại cái máy tính khác thì nó đều có khái niệm là bọt. Bởi vì bọt là để xác định một cái kết nối, một cái kết nối logic. Tại vì cái máy tính của mình nó có thể có rất là nhiều cái ứng dụng giao tiếp chứ không phải là một ứng dụng. Vì vậy chúng ta phải phân biệt những ứng dụng này thông qua một cái bọt. Thế các bạn thấy là ở trên cái con đường phố á, người ta quản lý nhà cửa, người ta quản lý thông qua cái địa chỉ nhà, đúng không? Đúng không? Thế là những cái ứng dụng trong máy tính người ta cũng gì? Cũng phân biệt những ứng dụng này giao tiếp với nhau thông qua cái bọt. Các bạn thấy là chúng ta có cái bọt có cái số từ 0 tới 65.535. Tuy nhiên từ cái bọt số 0 tới cái bọt 1023 là chúng ta không được phép sử dụng. Bởi vì những cái bọt này nó thực sự là nó để dành cho những cái dịch vụ như là HTTP hoặc là FTP hoặc là những cái hệ thống khác nó sử dụng, chứ chúng ta không có quyền sử dụng. Chúng ta chỉ sử dụng những cái con số còn lại, được không? Như vậy nhắc lại, sau này nếu các anh chị viết ra những cái ứng dụng mà có giao tiếp qua mạng thì chúng ta bắt buộc phải xây dựng những cái bọt dành cho cái ứng dụng của mình, mà những cái bọt đó phải dùng số là khác với lại từ 0 tới 1003, tức là phải ra ngoài khỏi cái phạm vi này. Tại vì trong phạm vi này để dành cho những hệ thống khác.
Rồi, sẵn tôi nói luôn, giao thức TCP và giao thức UDP cùng là cái giao thức để cho phép là các máy tính giao tiếp với nhau. Như vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau chỗ nào mà? Thì nó khác nhau chỗ nào không? Khác nhau ở chỗ là TC giống như vậy nè. À, các bạn gửi thư, nó có hai gói dịch vụ. À, các bạn gửi thư mà giống như cái dạng là tôi muốn gửi thư cho khoa đi. À, thế thì tôi gửi thư tôi không cần biết khoa có nhận được hay không. Được không? Tôi không cần xác nhận là người ta gửi cho khoa thành công hay không. Thì cái giao thức UDP cũng vậy. Giao thức UDP tức là bây giờ nó muốn gửi một cái gói tin tới một cái máy tính khác đúng không? Thì nó không cần biết cái máy tính nó nhận được cái gói tin hay không. Được không? Còn cái giao thức TCP là vậy, giống như tôi gửi thư cho khoa, nhưng mà tôi cần phải biết là khoa có nhận được hay không. Như vậy nó có cái thư gọi là thư đảm bảo á. Như vậy nếu như khoa nhận được, khoa ký tên và phải đưa lại cho tôi để tôi xác nhận là khoa đã nhận được rồi, đúng không? Thì giao thức TCP cũng vậy. Giao thức TCP là nó gửi một gói tin đến một cái máy tính nào đó, và cái máy tính đó phải gửi lại cái thông điệp là gì? Xác nhận là máy tính nó đã nhận được cái gói đó. Tức là một cái giao thức là gửi có xác nhận, còn một cái là không có xác nhận. À, hay nói cách khác, một cái là gửi tin cậy, còn một cái là gửi không có độ tin cậy, tức là gửi được hay không mình cũng không biết. Trong cái đó TCP nếu gửi không được nó sẽ báo để gửi lại ha. Rồi, trong Java nó có một cái khái niệm URL và nó sẽ có những cái phương thức làm việc với cái class URL. À, các bạn thấy này, URL nó viết tắt của chữ Uniform Resource Locator, tức là nó tham chiếu đến hoặc là nó chỉ một cái tài nguyên trên Internet, tức là nó là một cái bộ xác định tài nguyên trên Internet. Thì cái tài nguyên này nó có thể là một cái trang web, hoặc là nó có thể là một cái file, hoặc nó có thể là một cái trang web, một cái file, hoặc là một cái đối tượng hình ảnh, hay đối tượng video, đối tượng đa phương tiện, đúng không? Như vậy thì URL là một cái chuỗi, thì nó gồm có hai phần. Thứ nhất là protocol, và thứ hai là cái resource. Protocol tức là cái giao thức ha, cái giao thức mà để giao tiếp với lại cái nguồn tài nguyên đó, là giao thức có thể là HTTP hay là gì, FTP, hay là dạng file, hay là dạng tin tức new ha. Thứ hai là tên của tài nguyên. Tên tài nguyên thường các bạn thấy nó xác định bởi một cái địa chỉ gì, địa chỉ trang web, là để xác định một cái tài nguyên dạng web, còn không là một cái đường dẫn dẫn đến một cái file nào đó, vân vân. Thì nó kêu là khái niệm URL. Thì URL nó có những cái thành phần như sau. Thứ nhất là cái host name, tức là tên của cái máy mà nó chứa tài nguyên. File name tức là đường dẫn file ha. Và port number tức là cái cổng để kết nối với lại cái ứng dụng ha, kết nối với lại cái tài nguyên đó. Thế thì làm sao để truy xuất đến tài nguyên? Thì thường các bạn thấy để truy xuất đến tài nguyên như là một cái trang web là index.html, hoặc là gì, à, trên hoặc là trên một cái host là yahoo.com, thì chúng ta dùng port 80 ha. Như vậy thì rõ ràng cái trang web là dùng bọt 80 ha. Rồi, hoặc là chúng ta có thể dùng cái bọt này có thể có hoặc không ha. Chúng ta, như vậy thì chúng ta đang truy xuất đến cái tài nguyên là một cái trang web. Trang web này nó ở trên cái host tên là www.com ha. Hoặc là cái index này nếu chúng ta không gõ thì trình diện nó cũng hiểu là chúng ta đang truy xuất đến cái trang gọi là trang index ha. Rồi, chúng ta trong cái thằng java.net, trong cái gói java.net thì nó có hỗ trợ cho mình một cái class là URL. Thì để làm cái gì? Cái class này là dùng để tạo ra một cái truy xuất đến một cái tài nguyên trên mạng và đọc cái tài nguyên đó trên cái ứng dụng của mình ha. Thì để tạo ra nó thông qua bốn cái constructor, đây là constructor mặc định tức là URL, và đây là một cái chuỗi xác định tài nguyên trên mạng. Còn đây nó chia ra ha, nó chia ra là giao thức là gì nè, host là gì nè, và cái file là một cái tài nguyên trên mạng là gì ha. Rồi ở đây nó có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là cái bọt nếu có ha. Còn không thì đây chỉ là một cái URL, một cái đường dẫn. Rồi, ví dụ đây bạn thấy là nó truy cập đến một cái tài nguyên trên cái host là yahoo.com, bạn thấy không? Rồi, phương thức get host là để lấy cái tên host ha, mà cái tài nguyên nó được lưu trữ trên đó. Get file tức là lấy một cái gì? Lấy một cái file là một cái tài nguyên, một cái tên file là một cái tài nguyên trên mạng. Getpath tức là lấy đường dẫn đến cái tài nguyên đó. Inputstream tức là đọc cái nội dung
của cái tài nguyên trên mạng ha. Đây ví dụ đây nó đọc một cái nội dung trong cái trang web là java.sun.com ha. Các bạn thấy nó dùng cái chắc chắn là nó phải dùng cái lớp là input stream rồi. Get hot tức là lấy địa chỉ của cái hot mà nó chứa cái tài nguyên. Get hot name là lấy tên hot ha. Còn cái này là lấy trở về cái địa chỉ, trả về cái đối tượng INET address ha. Cái này lấy tên cũng trả về địa chỉ luôn, trả về địa chỉ giống như là trả về địa chỉ là 192.168 gì đó vân vân ha, là được một cái địa chỉ IP rồi. Chúng ta có một cái phương thức rất là quan trọng luôn, đó là cái phương thức open connection, tức là chúng ta muốn kết nối đến cái tài nguyên trên mạng thì chúng ta phải dùng cái phương thức là open connection. Sau đó chúng ta dùng cái phương thức input stream để chúng ta ghi, để chúng ta đọc cái nội dung tài nguyên ở trên mạng. Và hoặc là cuối cùng là chúng ta dùng cái output stream là dùng để ghi cái nội dung ha. Ghi cái nội dung lên trên cái tài nguyên trên mạng ha. Rồi như vậy các bạn vừa tìm hiểu cái phần URL thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn viết một cái chương trình để đọc nội dung cho của một cái trang web nào đó ha. Thì các bạn mở admin lên. Các bạn mở SD lên, các bạn tạo cho thầy một cái project có cái tên là myull myull. Các bạn không cần phải tạo ra bất kỳ một cái class nào cả, mà các bạn viết những cái đoạn code ngay tại cái hàm main. Các bạn mở ra đây, thì trong cái hàm main này các bạn viết cái đoạn code như sau. Đây. Các bạn thấy là bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng ha, tạo đối tượng URL. Chỗ này là chúng ta kết nối đến tài nguyên, kết nối đến tài nguyên mạng. Như vậy tôi cần kết nối đến cái tài nguyên mạng là cái gì các bạn? Trên cái hot là dân trí.com đúng không? Và cụ thể tài nguyên này nếu chúng ta không để thì chính là chúng ta truy xuất đến cái trang internet đó. À, chúng ta muốn đọc cái nội dung trên internet đó à. Và sau đó chúng ta muốn kết nối đến tài nguyên mạng này thì chúng ta dùng cái phương thức là open connection để đọc nội dung tài nguyên là một cái trang web à. Để đọc nội dung tài nguyên là một trang web thì chúng ta dùng cái lớp là buffer reader. Trong đây chúng ta sẽ đưa vào cái class là input stream reader ha. Và chúng ta ghép cái input và chúng ta sẽ đọc từng dữ liệu của nó. Như vậy cái in này chính là một cái buffer reader. Buffer reader nó sẽ chứa nội dung mà chúng ta đọc được ở trên web ha. Thông qua cái phương thức là get input stream nó sẽ trả về cái đối tượng là input stream reader. Như vậy cái buffer này nó sẽ chứa cái nội dung và chúng ta bây giờ chúng ta đọc á là chúng ta lấy cái đối tượng buffer reader này chúng ta đọc ha. Và chúng ta đọc thông qua cái phương thức là read line. Chúng ta đọc thông qua phương thức read line. Và nếu như nó khác null có nghĩa là còn đọc được, hiểu không? Còn đọc được thì chúng ta đọc, chúng ta xuất ra ha. Còn nếu mà bằng null thì nó có nghĩa là đọc được nữa không? Bằng null có nghĩa là không còn đọc được nữa thì nó sẽ thoát khỏi ngay cái dòng lọc. Và cuối cùng chúng ta dùng cái hàm close để chúng ta đóng cái buffer lại ha. Đóng cái stream lại. Tiếp tục chúng ta làm quen với khái niệm tiếp theo nữa là ở trong Java nó hỗ trợ cho mình một cái class mà nó có cái tên là socket ha. Thì thế nào là một socket? Thì socket là một cái cấp ha. Nó cho phép là máy tính có thể giao tiếp, các máy tính có thể giao tiếp với nhau thông qua hai chiều ha. Thông qua hai chiều có nghĩa là gì? Gửi dữ liệu và đọc dữ liệu ha. Gửi dữ liệu và đọc dữ liệu nó kêu là hai chiều. Thế thì một cái ứng dụng server nó chạy trên một cái máy thì nó sẽ có một cái socket và nó phải có một cái cổng ha. Như vậy thì ở Lion mà muốn kết nối với một cái server thì phải chỉ ra được cái cổng của server đó là cái cổng là bao nhiêu ha.
Rồi. Như vậy để tạo ra socket thì chúng ta dùng cái connector là socket, sau đó chúng ta đặt cái tên này là cái tên host, tức là cái mà chứa cái ứng dụng server của mình, và thứ hai là cái bot. Rồi. Các bạn thấy đây nó dùng bọt bao nhiêu? 5.000, đồng ý không? Và cái host của mình là local host, là tại máy. Rồi. Nó có những cái phương thức là input stream là dùng để đọc cái nội dung từ layer, và output stream là không anh đọc nữa mà là gì? Out là gì? Ghi cái nội dung. Rồi. Như vậy thì chúng ta dùng cái lát, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái lát là server socket để tạo ra một cái socket ở phía server. Đó. Rồi. Sau đó có một cái hàm rất là quan trọng, đó là cái hàm accept. Các bạn nhìn đây, hàm accept. Hàm accept này các bạn biết làm gì không? Khi cái server nó chạy á thì nó phải chờ layer kết nối tới, đúng không? Như vậy nó sẽ dùng cái hàm accept để nó chờ. Như vậy khi layer kết nối tới á thì cái hàm accept này nó sẽ được thực hiện. Ha. Đó. Thì thực hiện xong rồi, nếu mà layer giao tiếp tới thì bây giờ layer với server sẽ nói chuyện được với nhau. Ha. Rồi bây giờ tôi sẽ có thể vẽ cái này để cho các bạn hình dung ha. Bây giờ đây là server nè. Đây là client nè. Server và client muốn nói chuyện được với nhau là phải tạo ra socket, đúng không? Rồi, tạo ra socket thì cái thằng này là server phải chỉ ra được cái gì? Bọt, hiểu không? Chứ khi mà client kết nối tới nó không biết cái bọt nào hết, tại vì ở trên server có rất nhiều ứng dụng, hiểu không? Ví dụ này nó chỉ ra cái bọt là nhiêu? 5.000. Thì ở bên client kết nối tới một cái socket với cái bọt là nhiêu? 5.000. Sau khi kết nối được rồi thì hai thằng này có thể nói chuyện lại với nhau không? Ví dụ một cái ứng dụng chat. Chat tức là hai người nói chuyện với nhau chứ nữa, đúng không? Thì bây giờ phải tạo ra cái server, phải tạo ra anh mà cho hai thằng này kết nối thông qua cái socket. Ha. Nhắc lại, socket thì phải biết cái host, và phải biết cái gì nữa? Cái bot. Và lại anh chỉ cần biết cái host, chỉ cần biết cái bot thôi là kết nối được. Ha. Và khi server nó chạy lên, nó run, nó chạy lên thì nó phải chờ lên kết nối tới, đúng không? Đúng không? Server là phải có lên chơi với nó chứ, server chơi ai bây giờ, đúng không? Nếu có mình nó ha. Mà nó chờ lên kết nối tới thông qua cái hàm gì? Accept. Đó, là nó chờ lên kết nối tới. Khi lên kết nối tới là nó thực hiện xong cái hàm accept. Bây giờ bắt đầu hai đứa tiến hành nói chuyện với nhau. Rồi, linh hồn là như vậy. Rồi. Như vậy bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn thực hiện một cái ứng dụng đó gọi là ứng dụng chat. Ha. Chat theo kiểu là server sẽ chạy lên trước, lên sẽ chạy sau, không? Và server sẽ chào lên chào lại, và hai đứa có thể nói chuyện được với nhau. Ha. Ok, như vậy từng bước làm các bạn sẽ làm như sau. Trước tiên các bạn hãy tạo cho thầy cái lớp, đó là cái lớp server. Các bạn đặt cái tên như sau. Các bạn đặt tên là My Server. Và các bạn không cần phải tạo ra bất kỳ class nào cả. Chúng ta viết trong hàm main luôn. Các bạn tạo cái project tên là My Server. Rồi, sau đó trong cái hàm main các bạn viết code như sau.
Đây là cái chuỗi nè, khai báo một cái chuỗi. Chuỗi để nhận thông tin từ Lê Anh. Từ Lê Anh ha, rồi. Còn cái chuỗi này để làm gì nè? Chuỗi này để gì? Nhận xong rồi chuỗi này dùng cái gì? Chuỗi dùng để gửi thông tin đến đâu? Đến là chúng ta đang viết cái những cái xử lý cho cái thằng server nha. Chúng ta đang viết xử lý cho cái thằng server nha. Rồi. Để giao tiếp với client, chúng ta dùng cái class là server socket. Và chúng ta khai báo cái bọt là nhiêu vậy? 5.000 đúng không? Lúc này cái host đó là nó lấy cái host mặc định mà cái server này chạy trên cái host, được không? Và các bạn biết cái host tôi tên gì không? Cái host tính là cái tên máy á nè. Cái host chính là cái tên máy. Đây, cái host của tôi là gì? BMTU laptop, được không? Còn cái host của các bạn thì cái gì đó chút xíu các bạn xem nha. Rồi. Chúng ta xuất ra câu thông báo là gì? Server sẽ chờ để Lion kết nối tới ở cái bọt bao nhiêu? 5.000. Cái đây là server làm cái gì nè? Accept nè. Server gì? Cái này là chờ gì? Chờ Lion sao? Kết nối qua cổng nào? Cổng bao nhiêu? 5.000 đúng không? Rồi. Sau khi mà Lion kết nối tới rồi á thì xuất ra câu thông báo là gì? Lion cộng với cái phương thức là get net address, tức là lấy địa chỉ của Lion á, không, lấy địa chỉ của Lion rồi cộng cho lấy địa chỉ của server ha, rồi cộng cho cái bọt cộng cho cái bọt của cái gì? Get, phương thức get bọt là lấy cái bọt của thằng server nó đang đăng ký, được không? Rồi. Y2 có nghĩa là sao biết không? Ai giải thích được cái Y2 này có nghĩa là sao biết không? Tức là cho cái server này nó là sao? Y2 là cái vòng lặp này nó chạy tới khi nào? Chạy hoài luôn. Khi nào mình break hoặc là mình tắt máy thì nó mới ngưng, đúng không? Ý tôi muốn cho server nó chạy hoài. Server nó chạy hoài ở đâu tắt đâu. Rồi. Ở đây là chúng ta tạo đối tượng. Dùng để gửi thông tin đến Lion. Đối tượng inform user này nhận thông tin, đối tượng này là giữ thông tin cần gì? Cần gửi cho Lion. Cho nên các bạn thấy nó có cái phần là system.in không nè, các bạn thấy có cái phần là system.in không? Thấy không? Có nghĩa là phải gõ từ bàn phím, gõ cái thông tin để gửi tới Lion là phải gõ bằng bàn phím. Đó là system in. Rồi. Còn cái này là gì? Đối tượng này là đối tượng giữ thông tin sao? Giữ thông tin của ai? Nhìn nè. Cái connect.getInputStream, tức là chúng ta lấy thông tin của cái người mà gửi chúng ta thông qua cái stream input. Như vậy cái này là cái đối tượng để giữ thông tin của ai? Giữ thông tin từ đâu? Từ Lion gửi server. Đó.
đây là đối tượng chịu trách nhiệm. Gửi thông tin đến là rồi. connect.getoutstream có nghĩa là nó lấy một cái stream để chi cái server nó sẽ có một cái outstream. Chỗ này á, là để nó ghi, nó gửi thông tin qua cái đường này, hiểu không, qua cái đường này. Còn cái inbootstream connect get inbootstream là cái đường nào, là cái đường này đúng không? Nó dùng để làm gì? Hả? Cái đường này là dùng để nhận thông tin từ đâu? Từ Lion. Còn cái đường get outstream là dùng để gửi thông tin tới Lion. Như vậy nó có hai đường này, được không? Đó. Cho nên các bạn thấy là đó. À, cho nên các bạn thấy là một cái là get input stream, còn một cái là get output stream. Đó, nó khác nhau. Đó, một cái là get input stream, một cái là get output stream. Nó có hai đường, một đường để nhận, một đường để gửi đi. Ha. Rất rõ ràng ha.